hello xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel và trong buổi sáng ngày hôm nay à, cũng như thường lệ thì Giả ITB sẽ chia sẻ với các bạn đó là một cái <laughs> video nói về việc là xe vé đôi lái lấy lại tiền lãi à, các bạn nào chế thì à, các bạn cũng à, bấm cho giữa ITB à, một lượt like một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Giả ITB sẽ chia sẻ gì về chúng ta trong cái viên à, đất cũng giống như là trong ngắn hạn trong ngày hôm nay nó sẽ có những, những diễn biến gì à, trước khi bắt đầu thì các bạn hãy à, à, nhớ comment cho dù và à, chúc các bạn có một ngày mới giao dịch thành công và hiệu quả liệu rằng các bạn đã bỏ qua những cơ cơ hội để chúng ta à, đánh mất những khoản lãi hay không thì các bạn hãy xem trong video này các bạn nhá đừng rời bỏ màn hình các bạn nhá đây À, trước khi mà đi vào thì à, giữa TV sẽ cùng với các bạn đi vào lên thị trường một chút xíu. À, về thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta có thể thấy là Dow Jones đang tăng là tối hôm qua vẫn tiếp tục tăng được khoảng à, 83 điểm. Ở cái vùng đỉnh thì nó vẫn đang à, có những cái phiên tích lũy và tăng à, rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm qua thì tăng à, 60 điểm, ngày hôm nay thì tăng à, 83 điểm và các bạn cũng có thể thấy một cái điều đặc biệt trong ngày hôm nay đó là chính chỉ số đồng đô la index đã tiệm cận cái vùng giá 100 trăm nghìn à một đô các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì à, à, những cái à, chỉ số này đang có mặt à, à, tâm lý rất rất lớn và sẽ tác động tới à, các nhà đầu tư chứng khoán cũng giống như là tỷ giá của Việt Nam đô la và Việt Nam đồng à, rất là tốt các bạn nhé vì nó là tiệm cận và như giữa ITP đã chia, chia sẻ với các bạn đây là một cái phá phá đấy của đô la index và sẽ về vùng những cái vùng à, dưới hai con số. Các bạn nào có, các bạn nào có những cái suy nghĩ giống như giữa ITP thì các bạn cho giữa ITP những cái à, chia sẻ, những cái à, à, gọi là những cái bình luận của các bạn để các bạn về cái quan điểm của về mặt tỷ giá các bạn nhé. Bởi vì chúng ta sẽ biết được về mặt vĩ mô thì chúng ta đang được điều hành bởi à, tỷ giá và lãi suất thì chúng ta cũng có thể, thể thấy được rằng là vào những thời điểm này thì uh, giá dầu với KTi đang ở cái vùng 71.59 đô Nếu các bạn đã xem qua những cái, uh, cái chia sẻ của dự ITP thì các bạn có thể thấy rằng là uh, vào những thời điểm này thì chúng ta đang được ủng hộ rất mạnh uh, về mặt uh, các cái thông tin về mặt vĩ mô uh, các bạn có thể thấy được là Trung Quốc cũng đang uh, hạ cái lãi suất uh, của uh, thị trường uh, để tăng trưởng thúc đẩy uh, kinh tế gần nền kinh tế của Trung Quốc và ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy là ở trên thị trường chứng khoán châu Á thì sen cũng tăng là 4.13% và Thượng Hải Composite cũng tăng là 4.15% các bạn ạ, Nikkei 25 cũng tăng là 216 điểm và Kospi của Hàn Quốc thì đang tăng là tăng là 1.14% và vào những thời điểm này thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ quan tâm tới vnindex nhiều hơn của chúng ta, Đấy. Thì các bạn sẽ thấy điều gì khi mà thị trường chúng ta đang được ủng hộ bởi à, chỉ số đồng d đã gãy này những cái cơn à, những cái à, bi quan của thị trường đã đi qua và các bạn đã có những cái vùng tham gia bắt đáy cùng với dưới ITP ở những cái vùng 1184 ở cái vùng à, 1238 1240 các bạn đã có rất nhiều cái vùng để gom vào các cái cổ phiếu à, mạnh và trong thời gian qua thì có những bạn hỏi là bây giờ thì chúng ta phải mua cổ phiếu gì nhưng vào những thời điểm này khi thị trường tăng lên thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án như thế nào? Có phải là chúng ta đã xé vé đội lái để lấy lại tiền lãi trong thời gian qua không? Chúng ta gồng lại uh, trong thời gian qua không? Chúng ta sẽ cùng đi xem VNX uh, vào những thời điểm này. Các bạn có thể thấy là khi xe uh, đi về cùng với 3 thì các bạn đều thấy được là VNX đã có những cái vùng hỗ trợ từ cái quanh cái vùng 1236 và đã có một cái pha quay xe và các nhà đầu tư trong ngắn hạn đã bắt đầu tập trung tiền mua vào sau khi đã cắt lỗ ở những cái vùng 1184 và 1238 1240 nơi mà dự ITV đã chia sẻ với các bạn những cái điểm mà đó là những cái điểm thời điểm mà chúng ta mua và khi lên đến vùng này thì chúng ta bắt đầu có những cái thời điểm đó là tối ưu hóa giá vốn đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy diễn biến trong cái vào những thời điểm này thì hai cái giao găm trong Ichimoku Chinkat đã hợp bích và xu hướng đi lên. Và các bạn sẽ thấy là chờ đợi những cái xu hướng đó là gì? À, Tenkan và Kijun nó đổi chiều cho nhau thì chúng ta sẽ tạo ra một cái xu hướng tăng mạnh. Còn vào những thời điểm này thì à, thị trường sẽ có những thời điểm mà giữa ATP đã chia sẻ các bạn là trong vòng 3 ngày đầu tuần và hôm nay là ngày cuối cùng để chúng ta có những cái cơ hội chúng ta mua gom cổ phiếu các bạn nhé. Và vào những thời điểm này thì khi mà thị trường đi lên thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ tạo ra những cái sự hứng phấn ở trong mỗi à, nhà đầu tư. À, bởi vì sự kỳ vọng về về mặt à, vĩ mô rất là tốt với những cái điều kiện như là nâng hạng thị trường à, rồi à, sẽ có những cái sóng chứng khoán rồi các cổ phiếu ngân hàng thì các bạn sẽ thấy được giống như được cởi trói bởi vì khi mà à, nhận được những cái thông tin về à, hạ lãi suất từ, từ từ Fed năm à, mươi điểm phần trăm rồi là những người gọi kích thích nền kinh tế Trung Quốc bơm à, 234 trăm ba tỷ à, tỷ đô ra ngoài rồi các bạn cũng có thể thấy được là chúng ta lại à, thêm những cái tín hiệu cuối năm để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng những cái cổ phiếu có câu chuyện và các quỹ bây giờ thì đang đang à, các khối ngoại không còn bán nữa mà bắt đầu quay trở lại mua thì chúng ta sẽ suy nghĩ gì và làm gì hành động trong ngày hôm nay các bạn sẽ nhìn thấy được là à, vn trong ngày hôm nay thì đây để mình chia sẻ với các bạn à, vn index trong à, trong trong ngày hôm nay các bạn có thể thấy là VNX trong ngày hôm nay thì các bạn đang đi qua một cái chặng đường phải nói rằng là chúng ta đã có một cái chặng đường đi uh, đi, đi khá là nhanh chóng khi mà ngày hôm qua đã vượt qua cái vùng là một hai bảy ba năm và mình tin rằng trong buổi sáng thì nó vẫn tiếp tục tăng uh, với những cái xung lực của buổi sáng uh, trong uh, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta vẫn uh, À, là một cái thị trường tiếp tục tăng và sẽ kiểm tra lại cái vùng kháng cự quanh cái vùng 1283 1286. Đó là những nơi mà <laughs> chúng ta sẽ thấy được thị trường vẫn tiếp tục tăng vào buổi sáng và buổi chiều thì có thể quay trở lại test lại những cái vùng lao quanh vùng 1273. Cho nên các bạn chú ý rằng là vào những thời điểm này thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta có những cái sự kỳ vọng và các bạn sẽ nhìn thấy được cái đường đi của VN-Index và các bạn sẽ thấy được là khi nó quay trở lại test thì đó là một cái cơ hội để các bạn tham gia mua còn khi mà các bạn có những các bạn đang tham gia trong buổi sáng ấy thì các bạn nhớ tranh thủ hạ cái à, t không các cái cổ phiếu mà một số cổ phiếu mà dưới ITV sẽ chia sẻ sau đây sẽ gặp những cái vùng kháng cự các bạn có thể chốt lời và sau đó trong phiên thì các bạn có thể mua lại tạo ra những cái khoản lợi nhuận lớn hơn cho các bạn và thậm chí rằng có bạn có thể mở mua mới vào buổi chiều tốt hơn các bạn nhé À, và và bây giờ thì đó là những cái chia sẻ trong ngắn hạn của vn và à, trong trung và dài hạn thì giống như giữa ITP đã chia sẻ với các bạn đó là gì? Thị trường sẽ là một cái xác nhận một cái xu hướng uptrend khi nó vượt qua cái vùng 1288 lên vượt lên 1306. Còn 1300 chỉ là cái ngưỡng cản tâm lý thôi. À, còn à, các bạn sẽ nhìn thấy trong cuối tuần này nó cũng sẽ tạo ra những cái cơn sóng và vượt ra à, những cái ngưỡng cản tâm lý và các bạn đặc biệt chú ý một điều là trong trung hạn thì chúng ta đã có những cái à, và giao găm đã hai chuẩn bị hợp bích vào với nhau ở cái vùng này và sẽ hướng lên thì các bạn sẽ thấy được là một pha phá thế khách sạn trong khu tuần thì các bạn sẽ thấy hiện tại thì nó đã phá thế khách sạn ở trong khu tuần thì nó sẽ uh, tăng mạnh và không chỉ là lên đến 1360 mà thậm chí cơn sóng thân này có thể mang lại cho các bạn lên đến 1436 sáu uh, thậm chí là 1529 các bạn nhớ chú ý những cái điểm đó để chúng ta uh, xe vé đội lái để chúng ta uh, lấy lại tiền lãi các bạn nhé các bạn nào à, đang xem thì các bạn hãy cho giữa ITP những lượt like, những lượt đăng ký kênh Cũng giống như là các bạn chưa có người đồng hành cùng với dưới ITP Thì các bạn hãy về với giữa ITP để các bạn có những khoản lãi à, Để chúng ta cùng nhau gồng lãi các bạn nhé Bởi vì à, thật sự là các bạn à, đã gồng trong thời gian qua Nhưng mà nếu các bạn gồng lỗ thì rất là mệt mỏi thì Các bạn nên tập trung để gồng lãi Và các bạn sẽ nhìn thấy điều gì khi mà giữa ITP chia sẻ những cái danh mục của giữa ITP đang nắm giữ và đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể chờ đợi uh, uh, nhiều hơn để chúng ta có thể tham gia cùng với nhau đúng không ạ các bạn có thể tham để tham gia được các cái room lệnh thì uh, của dự ITP cũng giống như là các bạn được chia sẻ thì những cái tín hiệu tại sao là chúng ta biết được ngày hai ngày uh, thứ hai thứ ba thứ tư chúng ta có những cái cơ hội chúng ta có thể thấy được là ở cái danh mục của dự ITP chia sẻ với các bạn thì tổng cái lợi nhuận lên đáng lên tới là cái vùng là 174 uh, một gần 175 phần uh, phần trăm lợi nhuận này các bạn và những thời điểm này thì uh, giữa ITB chỉ có khoảng 3 uh, trên 21 mà cổ phiếu thì uh, chia sẻ với các bạn thì có hai uh, ba cổ phiếu đang lỗ nhẹ ở những nhóm cổ phiếu thép đây và có một cái nhóm cổ phiếu chứng khoán thì vẫn đang tiếp tục uh, chia sẻ với các bạn thôi Tuy nhiên là uh, nhóm cổ phiếu thép uh, uh, những cái nhóm cổ phiếu lỗ nhẹ thì các bạn có thể thấy được là uh, chúng ta sẽ mang lại lợi nhuận sớm trong cái thời gian sắp tới rồi các bạn à, các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì chúng ta đang có những cái lợi nhuận lên tới à, à, gần 28 ở cổ phiếu HCM sau khi bắt đáy ở vùng giá 24 hay GVR bắt đáy ở vùng giá 30 thì đang có lợi nhuận là 20 phần trăm hay đến thậm chí là cổ phiếu CTG chúng ta cũng đã bắt đáy ở vùng giá 30 và có lợi nhuận là hơn 20 phần trăm đúng không ạ ở những cái cổ phiếu chứng khoán khác ví dụ như là SSI thì đang có lợi nhuận là 10% và À, những cái cổ phiếu mà những cái bạn đang à, mới về thêm ấy, để mua cổ phiếu ai cũng đang có lợi nhuận là lên tới gần 5% nữa rồi, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì chúng ta đang à, chia sẻ những à, bạn à, đang mới tham gia những cái cổ phiếu à, à, như là CTS cổ phiếu chứng khoán cũng là đã có thì à, 3 tới 6% rồi, đúng không ạ? thậm chí là cổ phiếu thép mà mạnh nhất ở trên thị trường thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu VGS bắt đáy ở vùng giá 30.5 đã có cái lợi nhuận là 19.67% Đấy Cho nên vào những thời điểm này Thì à, nếu các bạn đồng hành cùng với dự ITP Các bạn sẽ có những cái lợi nhuận Rất là tốt Hay thậm chí cổ phiếu chứng khoán Chơi đón sóng chứng khoán ấy Thì chúng ta cũng đang có những cái lợi nhuận lên tới 14% rồi Đấy Các bạn sẽ nhìn thấy được là Tổng cái lợi nhuận lên tới là 74% nên Các bạn cần thì tư vấn các cái danh mục Thì chúng ta phải xé vé đổi lãi Gồng lãi Để chúng ta à, Tiếp tục đồng hành cùng với dự ITP các bạn nhé đây là bảng cập nhật vào ngày hết buổi chiều ngày 15 giờ 30 ngày hôm qua ngày 24 tháng 9. Như vậy thì để chúng ta có những cái cơ hội chúng ta đồng hành cùng với nhau, thì các bạn chỉ cần có một cái tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI giữa ID 2771 của dưới ITB, các bạn sẽ có những cái cơ hội chúng ta đồng hành với nhau và cài app chứng khoán ITB, download app chứng khoán ITB trên Apple Store và Google Play để chúng ta có những cái cơ hội chúng ta đồng hành với nhau các bạn. À, quay trở lại với những cái cổ phiếu như à cũng tổng giá sẽ nhìn thấy được cổ phiếu như GVR thì các bạn sẽ thấy được là giữa cũng đã chia sẻ với các bạn đang có những cái vùng lợi nhuận mua rất là tốt. Tuy nhiên thì à, vào những thời điểm này các bạn cũng à, có thể có thể thấy được là cổ phiếu GVR thì chúng ta chờ đợi những cái cơ hội là gì? À, chúng ta bạn nào muốn mua đấy thì có lẽ rằng là các bạn à, à, sẽ phải chờ đợi những cái vùng quanh cái vùng giá là 35 thì các bạn không nhầm mua đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn sẽ phải chờ đợi và những ai đang gồng lãi thì chờ đợi những cái điểm chốt lời khi mà cổ phiếu GVR lên đến vùng 38 30 38 cho đến 39.2 các bạn nhé Đó là những điểm mà chúng ta chờ chốt lời cổ phiếu GVR đúng không à, khi mà cái lực của chúng ta xung lên để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận các cái cổ phiếu như GVR. Nó mình tin rằng nó cũng sẽ vượt cái đỉnh vùng 39.9 mình sẽ tối ưu hóa lợi nhuận hay là có những cái cổ phiếu khác như là vào những thời điểm này thì cổ phiếu như DGC thì các bạn cũng có thể thấy được là mình tin rằng trong tuần này cổ phiếu DGC sẽ vượt qua vùng giá 117 và lên đến vùng giá 122. Chúng ta đã thấy được đã hai lần nó vượt qua cái vùng giá 117 rồi thì lần tiếp theo nó sẽ vượt qua vùng giá 117 và đi lên cái vùng giá 122 để chúng ta có những cái điểm chốt lời kế cộng. Còn những bạn đã tham gia và đồng hành cùng dưới ATP ở vùng giá 106 cho 107 rồi thì các bạn tiếp tục gồng lãi và chúng ta sẽ tối ưu hóa lợi nhuận. Và những bạn này đang tham gia ở quanh cái vùng giá 113, 114 thì mình tin rằng các bạn cũng là sẽ là những người có lợi nhuận đúng không ạ? À, và những thời điểm này thì à, các bạn sẽ nhìn thấy được một số cái cổ phiếu như là à, MBS đã tạo ra những cái cơn sóng rồi. Thì các bạn sẽ thấy một điều gì khi mà tạo ra cơn sóng thì chúng ta cũng biết được là đi lên để những vùng này. Đấy là những cái vùng cận đỉnh thì các bạn thấy thấy target của nó là 30% thì chúng ta cũng sẽ tránh thủ để cái cơ hội để chúng ta xem lại là nó có vượt qua cái vùng đỉnh à, 30 hay không. Trong lần đầu thì chúng ta sẽ quay trở lại khi khi chúng ta thấy một cái cú tăng mạnh lên và MBS chính là những cái cổ phiếu vào sóng thì sẽ thu được các dòng tiền. Chúng ta sẽ có những cái cơ hội chốt tối ưu hóa lợi nhuận các bạn nhé. À, các bạn nào đăng ký và tải app chứng khoán và à, mở tài khoản hay chuyển ID tại à, giao dịch tại công ty chứng khoán SI giữa ID 2771 thì các bạn sẽ à, À, có sự đồng hành của giữa ITP và các bạn sẽ nhận được những tín hiệu đến từ app chứng khoán ITP các bạn, các bạn sẽ nhìn thấy được là ở trên app chứng khoán ITP thì chúng ta có khá nhiều cái mã để chúng ta tham gia mua và các bạn có thể thấy được là ở cái tín hiệu ở đây thì à, đấy, thì đã thể là dòng trong chủ thì à, các bạn có thể thấy được vào vào những thời điểm này thì à, à, chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái tín hiệu đến từ, Rồi, sáng nay đang bị lỗi các bạn. Các bạn nhớ cài app chứng khoán ITP, có thể dựa vào trang web chứng khoán ITP các bạn nhé. Các bạn liên hệ với ITP để các bạn nhận được những cái tín hiệu phái sinh, những tín hiệu gói vip hai cơ sở và các bạn chỉ cần là đăng ký với ITP để các bạn có những cái tín hiệu mua và chốt lời kịp thời các bạn nhé. À, còn vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy được là những cổ phiếu như là đất xanh, bất động sản thì các bạn nhớ chú ý là một điều đó là gì? Chúng ta đang có một cái vùng kháng cự ở quanh cái vùng giá là à, 16.45, đó là nơi mà cơ hội của chúng ta có thể là à, tránh thủ để chúng ta chốt lời. Hay cổ phiếu như là SSI này à, các bạn sẽ biết được tối ưu hóa giá vốn khi nào và nó đang à, đi lên ở những cái vùng này thì các bạn có thể thấy sau khi mà khối ngoại mua mua vào rất nhiều để nhận cổ tức cũng giống như nhìn quyền và hy vọng một cái cơn sóng bùng nổ thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này với những ai đã mua cổ phiếu SI gần lần thứ hai thì các bạn nhớ tổ ưu hóa lợi nhuận ở quanh như vùng giá 27 này thì các bạn sẽ thấy là khi mà sóng chứng khoán tới thì các bạn sẽ cùng đồng hành cùng với dưới ATP. và mình tin rằng trong vòng 2 tuần nữa 3 tuần nữa thì sẽ có một cái cơn sóng rất là lớn khi mà cổ phiếu SI sẽ có một cái cơ hội vượt qua cái vùng giá là 28.35 thì các bạn sẽ thấy là tạo ra một cái sự Bùng, bùng nổ và bứt phá và dẫn đầu trong cái, à, trong cái, các cái nhóm ngành chứng khoán cùng với HCM, MBS, rồi là có những cái cổ phiếu như là CTS thì các bạn cũng có những cái cơ hội để chúng ta tham gia đúng không ạ? thì khi mà các bạn đã tham gia ở những cái vùng 37, 38 rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cổ phiếu CTS sẽ đang cũng đang thông thoáng và đang tiếp tục đi lên thì các bạn có thể thấy khi vượt đi lên thì cổ phiếu CTS cũng đi lên ở những cái vùng 42 để các bạn có những cái cơ hội chốt lời các bạn nhé. Còn à, cổ phiếu SSI thì chúng ta cũng đang à, tiếp tục gồng lãi và các mình tin rằng cổ phiếu SSI cũng sẽ quay trở lại hấp thụ những cái lượng hàng cung quanh cái vùng 27.6. Cho nên các bạn cũng à, không phải quá lo lắng gì mà để chúng ta có những vùng giá này chúng ta chốt lời sau đó chúng ta sẽ quay, quay trở lại mua lại trading để hạ giá vốn các bạn nhé. Đó là việc công việc tối ưu và có một số cổ phiếu mà dưới ITB đã chia sẻ với các bạn ở các nhóm ngành. Còn à, các bạn đang có cổ phiếu nào thì các bạn hãy comment lên để có những cái thời điểm chúng ta biết rằng là thời điểm nào chúng ta sẽ vé đội lái uh, lấy lại tiền lãi các bạn nhé còn vào những thời điểm này thì có rất nhiều uh, bạn chưa rằng uh, cổ phiếu thị trường nó sẽ sập và chưa phải là uptrend thế kỷ nhưng mà vào những thời điểm này thì mình tin rằng khi thị trường vượt qua cái vùng uh, 1288 uh, 1286 thì thị trường nó sẽ tạo ra một cái cơn sóng trong vòng hai hai phiên nữa các bạn uh, và các bạn sẽ thấy là gì chúng ta sẽ có những người sẽ mua đua buộc phải mua đua thôi bởi vì các bạn đã xem video ngày hôm qua rồi nếu mà các bạn không uh, không uh, cơ hội của các bạn là uh, muốn có lãi đậm thì các bạn là uh, đừng có chậm chân và vào những thời điểm này thì chúng ta không nghe những bạn đã chia sẻ với các bạn bán ở vùng 1184 và 1 uh, 1238 nữa bởi vì khi các bạn đã xem uh, giữa ITP thì chúng ta đã gom hàng dần dần và sẽ chốt lãi xuất thần các bạn nhé cho nên vào những thời điểm này các bạn chỉ cần quét mã QR code để mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SSI giữa ID 2771 à, và download app chứng khoán ITP để chúng ta nhận được tín hiệu kịp thời trên nền tảng Apple Store và Google Play. Và hiện tại thì à, giữa cũng à, xin chúc các bạn có một cái buổi sáng giao dịch thành công và hiệu quả và hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau sớm hơn. Liên hệ với giữa ITP qua số điện thoại 0708 245 247 để chúng ta đồng hành với nhau à, và... À, cùng nhau gồng lại lấy lại tiền lãi các bạn nhé một lần nữa xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video này rất nhiều nếu các bạn chê video này thì các bạn hãy cho giữa ITP những cái lượt comment nếu các bạn yêu thích thì các bạn thả tim cho giữa ITP sau khi xem video này các bạn nhé và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phiên giao dịch live livestream và video tiếp theo ạ